Người phụ nữ bị giàn cảnh cấp 1 tỷ đồng sau khi vay tiền ở ngân hàng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần 9 ngày. Lớp học miễn phí của thầy giáo khuyết tật viết chữ bằng miệng. chào các độc giả của báo điện tử VTC News. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp được phát sóng vào lúc 20 giờ trên báo điện tử VTC News và các nền tảng số của chúng tôi. Sau đây là tin nóng chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 4 tháng 12, có 13.998 ca mắc COVID-19, trong đó 8.402 ca cộng đồng, Bản tin dịch COVID-19 ngày 4 tháng 12 của Bộ Y tế cho biết có 13.998 ca mắc COVID-19 tại 57 tỉnh, thành phố. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Thành phố Hồ Chí Minh tăng 325 ca, Bạc Liêu tăng 231, Thừa Thiên Huế tăng 207 ca. Tính từ 16 giờ ngày 3 tháng 12 đến 16 giờ ngày 4 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.998 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 13.993 ca ghi nhận trong nước, tăng 332 ca so với ngày trước đó tại 57 tỉnh, thành phố, có 8.402 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau, thành phố Hồ Chí Minh 1.636, Cần Thơ 998, Tây Ninh 787,

Hậu Giang 288, Tiền Giang 209, Bình Định 203, Gia Lai 180, Hà Giang 140, Bắc Ninh 119, Đắk Nông 116, Đà Nẵng 104, Thanh Hóa 103, Long An 91, Thái Nguyên 82, Hải Phòng 81, Ninh Thuận 76, Hưng Yên 65, Nghệ An 61, Quảng Nam 59, Hải Dương 55, Phú Yên 52. Phú Thọ 49, Vĩnh Phúc 44, Đắk Lắk 42, Quảng Ngãi 41, Yên Bái 40, Nam Định 39, Quảng Trị 34, Thái Bình 27, Quảng Bình 25, Tuyên Quang 25, Hà Tĩnh 21, Hòa Bình 20, Quảng Ninh 20, Bắc Giang 20, Lào Cai 11, Hà Nam 8, Cao Bằng 8, Ninh Bình 6, Sơn La 1, Bắc Cạn 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó, Hà Nội giảm 336, Đắk Lắk giảm 129, Hải Phòng giảm 117. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, thành phố Hồ Chí Minh tăng 325, Bạc Liêu tăng 231, Thừa Thiên Huế tăng 207. Trung bình, số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 13.784 ca trên ngày. Lễ Giáng sinh hay còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh, Noel hay Christmas là ngày kỷ niệm Chúa Giêsu sinh ra đời. Theo phần lớn các tín hữu Kitô giáo, theo đó, nhiều cửa hàng đã nhập những loại cây thông đắt đỏ lên tới cả chục, thậm chí cả trăm triệu đồng liên tục trái hàng. Từ khoảng giữa tháng 11 đến nay, chị Đỗ Thị Mai, quản lý tại cửa hàng hoa nhập ngoại Luck Flowers Hà Nội, tất tả ngược xuôi để nhận và giao cây thông Noel cho khách. Có những hôm nửa đêm mình vẫn ở sân bay để đón hàng rồi giao luôn cho khách, chị Mai nói. Được biết những cây thông này thuộc dòng Nordman có mùi thơm đặc trưng, được nhập khẩu từ Đan Mạch qua đường hàng không. Loại thấp nhất cao 1 đến 1,2 m, giá 5,5 triệu đồng một cây, còn loại cao nhất khoảng 5,6 đến 6 m, giá 135 triệu đồng một cây. Dù giá thành cao nhưng mặt hàng này vẫn thường xuyên cháy hàng từ khi mở bán. Dù Covid-19 vẫn còn tác động, giá vận chuyển cao dẫn đến giá thông nhập khẩu đắt hơn những năm trước, nhưng lượng khách mua thông nhập ngoại dịp Giáng sinh năm nay cao gấp đôi năm trước. Kết thúc mùa Giáng sinh năm trước, chúng tôi bán được hơn 100 cây, nhưng năm nay đến thời điểm này đã bán được gần 200 cây rồi. Chị Mai chia sẻ, chủ cửa hàng này cho biết, những cây thông hút khách nhất thường rơi vào hai phân khúc, một là loại cao gần 2 mét, giá khoảng trên 11 triệu đồng một cây. Loại này phù hợp với chung cư nên khách mua về đặt ở chung cư nhiều. Thứ nữa là những cây thông cao khoảng từ 2,5 đến 3,5 mét, giá khoảng 17 đến 25 triệu đồng một cây. Khách mua loại này thường có biệt thự riêng, mua cây thông về để đặt trong sân vườn. Khi được hỏi về độ hút khách của những cây thông đắt nhất, cao 6 mét, giá 135 triệu đồng, chị Đỗ Thị Mai cho biết... Từ đầu mùa đến giờ mình mới về được 3 cây, tuy nhiên bị hỏng mất một cây do khó khăn trong quá trình vận chuyển và bảo quản bởi nó quá lớn. Hiện vẫn có khách đặt loại này nhưng mình thường tư vấn khách mua loại thấp hơn một chút để đảm bảo cây sẽ về đúng hẹn. Trong khi đó, chị Vũ Như Trang, một chủ cửa hàng bán cây thông nhập khẩu khác cho biết, năm nay, do ảnh hưởng của Covid-19, nhiều người tiêu dùng thường có xu hướng tìm đến phân khúc cành thông nhập khẩu có giá hợp túi tiền nhưng vẫn đảm bảo thú vui cành thông nhập khẩu Đan Mạch về Việt Nam thường được bán theo dạng cây thông ghép cành, cao từ 35 đến 120 cm, giá dao động từ 800.000 đồng đến 6 triệu đồng đã bao gồm đồ trang trí. Tuy nhiên, loại thông ghép cành này có độ bền thấp, chỉ khoảng 3 đến 4 tuần thay vì từ 1,5 đến 2 tháng như loại nguyên cây. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần 9 ngày. Sáng 4 tháng 12, trả lời VTC News, đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, cơ quan này vừa đề xuất tới Thủ tướng về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm dần và Quốc khánh năm 2022. Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, với 5 ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 được đề xuất gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Cùng với 4 ngày nghỉ cuối tuần, đợt nghỉ Tết sẽ kéo dài 9 ngày liên tục từ thứ hai ngày 29 tháng 1 năm 2022 dương lịch đến hết thứ sáu ngày 6 tháng 2 năm 2022 dương lịch, tức là ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022, công chức viên chức nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó nghỉ ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và một ngày liền kế trước. Với phương án này, công chức, viên chức sẽ được nghỉ trọn vẹn trong tuần, không phải sang ngày thứ hai của tuần sau và tránh việc phải bố trí nghỉ bù. Người phụ nữ bị giàn cảnh cướp 1 tỷ đồng sau khi vay tiền ở ngân hàng. Sáng 4 tháng 12, một lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắc cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giữ hình sự 6 nghi can trong vụ cướp giật tài sản tại ngân hàng Vpbank đường Ngô Quyền. 6 nghi phạm là Trần Thế Anh, sinh năm 1986, chú phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, Nguyễn Thị Thành Dung, sinh năm 1985, chú xã Eo Nuôi, huyện Buôn Đôn. Vương Văn Quân, sinh năm 1995, chú xã Eo Heo, huyện E Hleu. Nguyễn Văn Thành Đạt, sinh năm 2000, chú xã Eo Tiêu, huyện Cư Cun, Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1997, chú xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn. Và Phan Thị Vực, sinh năm 1992, chú xã Đức Mạnh, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông. Ngày 30 tháng 11, chị Dương Thị Giang, sinh năm 1986, trú tại xã Eo Riêng, huyện Mờ Rắc. Tỉnh Đắk Lắk, trình báo sự việc bị một nhóm người nam và nữ cướp 1 tỷ đồng tại ngân hàng VPBank chi nhánh Đắk Lắk. Nhận được tin báo, công an thành phố Buôn Ma Thuột triển khai lực lượng, tập trung điều tra, xác minh, nhanh chóng làm rõ và bắt giữ 6 người, thu lại được số tiền của chị Giang. Tại cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm này khai nhận Chúng biết thông tin chị Giang nhờ Trần Thế Anh trong nhóm đứng tên sở hữu lô đất tại huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắc để làm thủ tục vay số tiền 1 tỷ đồng. Sau đó, cả nhóm lên kế hoạch thực hiện vụ cướp. Sau khi phát hiện chị Giang và Trần Thế Anh vừa vay được tiền từ trong ngân hàng, nhóm này lập tức tiếp cận, gian cảnh đòi nợ và giật túi tiền của chị Giang tẩu thoát. Giật được túi tiền, cả nhóm chia nhau mỗi người hơn 10 triệu đồng, số tiền còn lại Dung giao cho quân đem đến ngân hàng Techcombank gửi vào tài khoản của Tâm, em trai của Dung để tránh bị phát hiện. Mỹ tái khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ. Hôm 3 tháng 1, Bộ Tài chính Mỹ gửi báo cáo chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ cho Quốc hội Mỹ. Trong báo cáo này, Bộ Tài chính Mỹ xem xét và đánh giá các chính sách của các đối tác thương mại của nước này, chiếu theo đạo luật cạnh tranh và thương mại Omnibus năm 1988, tài liệu trên kết luận không có đối tác thương mại lớn nào của Mỹ thao túng tỷ giá hối đoái giữa đồng nội tệ của mình với đồng USD của Mỹ nhằm mục đích ngăn cản việc điều chỉnh cán cân thanh toán hiệu quả hoặc nhằm giành lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế. Báo cáo cũng kết luận cả Việt Nam và Đài Loan, Trung Quốc đáp ứng cả ba tiêu chí về thặng dư thương mại song phương với Mỹ, thặng dư cán cân vãng lai và can thiệp ngoại tệ theo đạo luật xúc tiến và tăng cường thương mại năm 2015, đạo luật 2015 trong giai đoạn đánh giá. Ngoài ra, bộ tài chính mỹ cũng đã tiến hành phân tích tăng cường đối với các chính sách kinh tế vĩ mô và hối đoái của việt nam và đài loan theo kết quả các cuộc thảo luận Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đạt được thỏa thuận vào tháng 7 năm 2021 nhằm giải quyết các quan ngại của Bộ Tài chính Mỹ về chính sách với tiền tệ của Việt Nam. Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tiến độ của Việt Nam trong việc giải quyết các mối quan ngại của bộ và hài lòng với những tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được cho tới nay. Báo cáo nhấn mạnh tháng 12 năm 2020, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa các nền kinh tế gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Italia, Ấn Độ, Malaysia, Singapore Thái Lan, Thụy Sĩ, Đài Loan, Việt Nam vào danh sách có dấu hiệu thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, tới tháng 4, bộ này khẳng định không có đủ bằng chứng kết luận Việt Nam, Thụy Sĩ hay Đài Loan đang thao túng tỷ giá hối đoái. Hồi tháng 7, sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Tổng thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, hai bên đạt được thỏa thuận với các hoạt động tiền tệ, thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam khẳng định chính sách tỷ giá của việt nam trong khung khổ chính sách tiền tệ chung hướng tới mục tiêu xuyên suốt là ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại không công bằng trong thương mại quốc tế thời gian tới Cùng với tiến trình hiện đại hóa khung khổ chính sách tiền tệ, ngân hàng nhà nước cam kết sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt, phù hợp với trình độ phát triển của thị trường ngoại tệ và các yếu tố kinh tế, đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt của thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, từ đó giải quả các quan ngại của Bộ Tài chính Mỹ. Khởi tố vụ cô gái quỳ gối gào khóc van xin thảm thiết ở shop thời trang. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác Cưỡng đoạt tài sản liên quan đến clip cô gái quỳ khóc van xin thảm thiết tại shop thời trang. Ngày 4 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại shop quần áo Mai Hường, số 93 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường, sinh năm 1992, trú tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa về tội làm nhục người khác cưỡng đoạt tài sản, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh, sinh năm 1990, là chồng của Hường về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, chiều ngày 3 tháng 12, công an thành phố Thanh Hóa phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip dài hơn 3 phút về việc một cô gái bị một nhóm người có hành vi dùng vũ lực và có dấu hiệu làm nhục được cộng đồng mạng chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành xác minh và triệu tập chủ shop quần áo Mai Hường là Cao Thị Mai Hường, Trịnh Đình Anh và một số nhân viên của shop đến cơ quan công an để xác minh làm rõ. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, vào ngày 25 tháng 11, sau khi phát hiện shop bị mất trộm quần áo, Hường đã lên sử dụng trang Facebook cá nhân của tên Mai Hường đăng nội dung shop đã tìm được thủ phạm ăn cắp, nếu trong vòng 24 giờ không liên hệ với shop sẽ trình báo công an, kèm theo hình ảnh và số điện thoại của Hường. Sau khi đọc được thông tin Hường đăng tải trên mạng xã hội, hai cháu TM và LTH đều sinh năm 2004, trú tại vườn Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã chủ động liên hệ với Hường để xin lỗi về hành vi lấy trộm quần áo trong ngày 18 tháng 11. Tuy nhiên, Hường không đồng ý mà yêu cầu TM và LTH đến shop để nói chuyện. Khoảng 9 giờ ngày 26 tháng 11, TM và LTH đi xe máy đến shop Mai Hường. Lúc này, LTH đứng ngoài, còn TM đi vào trong. Tại tầng 1, M gặp Hường và bà Dương Thị Lan, sinh năm 1967, mẹ chồng của Hường, cùng một số nhân viên bán hàng. Khi gặp M, Cao Thị Mai Hường chủ động bảo nhân viên của mình cầm máy điện thoại để quay video, đồng thời yêu cầu M cởi mũ bảo hiểm, khẩu trang che mặt để Hường quay clip. Do M không đồng ý nên Hường đã dùng tay tát vào mặt và dùng chân đạp vào đầu, bà Lan cũng lao vào dùng tay túm tóc M. Sau đó, Hường đã kéo áo và dùng kéo cắt tóc, cắt đứt áo ngực của M. Đúng lúc này, Trịnh Đình Anh đến shop, số... Thấy sự việc trên nên đã đưa mờ lên tầng 2 và yêu cầu mờ trong 3 ngày phải đưa 15 triệu đồng nếu không sẽ báo công an. Do không có tiền nên mờ liên tục nhắn tin xin lỗi, mong tha thứ nhưng vợ chồng Hường không đồng ý, liên tục nhắn tin đe dọa, yêu cầu phải giao đủ số tiền nếu không sẽ báo công an và đưa thông tin về nhà trường và địa phương nơi mờ cư trú, học tập. Đến ngày 30 tháng 11, gia đình hai cháu TM và LTH đến shop Mai Hường để đưa tiền cho vợ chồng Hường. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình cháu Hát xin khắc phục số tiền 10 triệu đồng và được Đình Anh đồng ý. Còn gia đình mờ do không có tiền nên Hường đã yêu cầu viết đơn khất nợ số tiền 10 triệu đồng. Liên quan đến vụ án này, tối 3 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã tập trung lực lượng tiến hành khám xét shop quần áo Mai Hường và thu giữ nhiều hàng hóa có liên quan. Cô gái đang được điều trị tại bệnh viện. Cô gái quỳ gối trong clip là cháu VTTM, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sáng ngày 4 tháng 12, trao đổi với phóng viên dân trí, cô Lương Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm của M cho biết hiện tại nữ sinh này đang được điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn. Ngày hôm qua, M có biểu hiện đau đầu, chóng mặt nên gia đình đã đưa em vào bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Hiện sức khỏe và tinh thần của em đã tạm ổn. Chúng tôi cũng vừa vào thăm hỏi và động viên em cố gắng vượt qua sự việc này. Cô Thủy cho biết, nói về hoàn cảnh gia đình của nữ sinh, cô Thủy cho biết em M có hoàn cảnh rất đáng thương. M là chị gái đầu trong gia đình có bốn chị em, làm lớp 10, Bố của M không may qua đời vì tai nạn giao thông. kể từ khi bố mất, mẹ của em làm lũ làm việc, hàng ngày đi làm phụ hồ nuôi chị em M ăn học. Có những lúc M đã có ý định bỏ học vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Khi được mẹ và thầy cô động viên, thì em mới tiếp tục đi học đến ngày hôm nay vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn để giúp mờ theo học chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ em thậm chí là mua xe đạp để tiếp bước em đến trường sự việc vừa rồi cũng có thể do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên em mới làm như vậy cô thủy chia sẻ tuy hành động lấy trộm đồ của M là sai nhưng em ấy đã biết sai và sửa chữa M đã chủ động xin lỗi chủ quán nhưng chủ quán hành xử như vậy thì thật đáng thương cho em M. Ở lứa tuổi của M đang còn rất nhiều bỡ ngỡ, tôi nghĩ hành động em chỉ là một phút bùng bột của tuổi trẻ, chúng ta có thể tha thứ, cô Thủy chia sẻ thêm. Cũng theo cô giáo chủ nhiệm của em M, sau khi sự việc xảy ra thì M có tâm sự lại với cô giáo về hành vi của mình. Tuy nhiên, do phía chủ shop thời trang có yêu cầu bồi thường 15 triệu đồng trong 3 ngày thì mới cho qua mọi chuyện. Vì vậy, M rơi vào trạng thái hoảng loạn nên mới đến shop thời trang quỳ gối xuống xin tha thứ kể từ khi sự việc xảy ra đến nay thì nữ sinh M chưa thể tới trường. Hiện tại, gia đình em M cũng đang đợi cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Chúng tôi cũng mong rằng cộng đồng mạng và mọi người hãy thông cảm và chia sẻ cho sự việc của M để em ấy có thể ổn định tinh thần, cố gắng vượt qua thời gian khó khăn này, tiếp tục đến trường lớp học tập, cô Thủy nói, ông Bùi Quốc Đạt Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn cho biết, tối ngày 3 tháng 12, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo nhà trường xuống gia đình động viên thăm hỏi nữ sinh. Sáng nay, ngày 4 tháng 12, nhà trường thông tin lại thì sức khỏe của nữ sinh cơ bản đã ổn định. Chính quyền địa phương cũng đã giao cho thành đoàn phối với, với tỉnh đoàn Thanh Hóa chiều nay sẽ đến thăm hỏi nữ sinh. Ông Bùi Quốc Đạt thông tin thêm. Trưa ngày 4 tháng 12, trao đổi với phóng viên dân trí, ông Lê Thành Đồng, giám đốc bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn cho biết, hiện tại M đang được theo dõi sức khỏe tại khoa cấp cứu của bệnh viện. Sáng hôm qua ngày 3 tháng 10, em mời nhập viện trong tình trạng đau đầu, đến sáng nay thì sức khỏe, tinh thần đã ổn định trở lại, ông Đồng thông tin. Đi lại khó khăn, thậm chí không thể viết chữ được bằng tay như người bình thường nhưng anh Phùng Văn Trường vẫn miệt mài luyện chữ đẹp, dạy học miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Những dòng chữ nắn nót được viết ra từ một người đặc biệt. Đây là anh Phùng Văn Trường và lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo tại nhà. Anh mắc bệnh thoái hóa cơ. Đến năm lớp 8, em buộc phải dừng việc học vì không thể cầm bút do cứng cơ tay. Ngày trước thì tôi rất là mặc cảm, tự ti lắm. thậm chí tôi chưa ra ngoài đây, lúc giờ ra ngoài đây tôi rất là nhát. Thì ai vào là tôi cứ trốn, tôi giúp phải trong buồng rồi ngồi. Tôi không muốn tiếp xúc với người lạ được. Vì tôi thấy mình khác với mọi người nên là có những người tốt người ta cảm thông, người ta thân thiện không sao. Nhưng có những người người ta không thân thiện người ta có ác cảm người ta nhìn thấy mình người ta không cái con mắt người ta nhìn mình nó nó không được thân thiện đấy thì mình cũng muốn gặp ai cả khi tay không thể cầm bút bàn chân cũng bị liệt anh trường kiên trì dùng miệng của mình để luyện chữ sau thời gian dài luyện tập anh trường học được cách dùng hàm làm điểm tựa dùng răng cửa là ngón tay dùng cổ để đưa những nét bút lên xuống mình cuộc đời thôi sống mình thật tình nhỏ tôi cũng không làm lao động được nhưng mà may mắn là trời thương phật thổ thế nào mà mình viết được cái chữ bằng miệng mà nó thay đôi tay để mình viết ra cái chữ để mình soạn các cái mẫu chữ hay là các phép toán để dạy các cháu này thì mình viết được rồi thì mình càng am mê hơn để mình dạy vì là cái viết nó những cái công cụ mà thì mình dạy các cháu thì thì nó cũng là cái cái đam mê cũng đúng nhưng mà một phần nữa là nó là do mình muốn được sống có ích chứ mình không thể nào sống nó nấy nắt được kể cả mình sống có một ngày nhưng mà mình phải có ích sau một thời gian anh trường trở thành người thầy truyền cảm hứng đến với trẻ em nghèo ban đầu anh trường chỉ nhận dạy kèm miễn phí cho một vài người cho họ để các em có thể tập trung cho việc học hơn sau này tiếng lành đồn xa, trẻ em đến đây học đều tiến bộ, phụ huynh trong làng tin tưởng đều gửi con đến lớp học của người thầy đặc biệt mỗi ngày nhiều hơn. Tôi là người khuyết tật tình nhỏ, từ ngày năm 2010 rồi nhà lên đây thì thì tôi có duyên với các cháu là tôi tập viết cho là biết là viết được chữ đi còn duyên với các cháu thì nó cũng thành cái lớp học nó lúc nào cũng không hay thì mình cũng nghĩ đấy là cái duyên của mình thế còn cái cái đấy là nhà của tôi thì thì tôi cũng muốn là có ít sách để tạo nhiều một cái tủ sách nhỏ nhỏ để các cháu nó nó học xong nó có sách nó đọc vì tôi nghĩ sách nó như người bạn người thầy mà ai mà cháu nào mà nó biết quý sách biết trân trọng sách nó đọc sách thì chắc chắn là cháu ấy nó sẽ hiểu biết hơn thì cách đây khoảng bốn năm thì có một em ở làng đấy, em mới ra, em bảo Thì anh em mình cùng có cái, cái nguyện vọng tốt với các cháu ở quê hương đi Thì anh em mình nên thành lập cái thư viện nhỏ nhỏ Hai nhà tôi nó như một cái thư viện cộng đồng ấy Thứ nhất là các cháu lên đây học Xong là có sách đọc hoặc là mượn mang về Hoặc các cháu ở xã trên, xá dưới nó, nó xuống nó mượn, mang về nhà đọc Hoặc là người dân trong thôn ai mà sách đọc sách ra mà chọn được những quyển sách không ý thì về nhà đọc thậm chí có những người ở xã trên mà người ta bị bệnh tật đấy người ta không đi đâu được hiện. thì bên đến từ viện đi, người nhà hay anh em đến mượn sách cho thì mang về nhà để cho người ta đọc thì chúng tôi nghĩ là chắc là mình có cái duyên với mọi người nên là mọi người giúp đỡ thì mình mới ra à, được cái việc thiền này này thì nghĩ là mình cố gắng mình làm cho nó tốt. Lớp học đặc biệt ấy không có bảng đen, phấn trắng như những lớp học bình thường khác. Nhưng chỉ ở đây mới có một người thầy đầy tâm huyết, đầy tình yêu thương dành cho học trò. Những nét chữ đẹp, điều luyện và chính xác từng ly được viết nên từ người thầy này là động lực để những đứa trẻ cố gắng. Hơn 10 năm qua, lớp học miễn phí của anh lúc nào cũng rộn ràng tiếng trẻ tập đánh vần. Đối với anh, thứ âm thanh này mang ý nghĩa đặc biệt nó là thanh âm của sự hạnh phúc được tạo ra từ nỗ lực không ngừng nghỉ của một người thầy tử tế những thông tin đáng chú ý trong ngày được chúng tôi cập nhật. Nếu quý vị yêu thích, xin hãy để lại một like và một subscribe trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo.